Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Một Tuần Với. Và trong video của ngày hôm nay, Cáo sẽ đánh giá chi tiết chiếc Samsung Galaxy Z7+ sau một tuần sử dụng liên tục. Cáo sẽ đánh giá như thế nào về thiết bị này? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngay sau đây nha. Và trong phần đầu của video thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái phần thiết kế tổng thể trên Galaxy Z7+. Nói chung là thiết bị này được gia công bởi chất liệu kim loại và cái cảm giác mát lạnh khi mà bạn sờ vào phần mặt lưng của máy cảm thấy rất là sướng. Cũng như máy sẽ có một cái cân nặng đầm tay và khi mà bạn cầm và sử dụng sẽ tạo ra một cảm giác rất là thích, rất là chắc chắn. Thiết kế không có nhiều nét nổi bật, phá cách hay khác biệt. Z7+ chọn một lối phong cách thiết kế mang tính an toàn hơn là kiểu mở lối đi riêng. Điểm đáng khen là kiểu thiết kế này vẫn mang lại những giá trị riêng trên phần thiết kế tổng thể của máy. Z7+ vẫn có vị trí đặt loa ngoài thông minh ở phần cạnh phải của máy, phù hợp cho các tác vụ chơi game lẫn giải trí thông thường. Trong trải nghiệm thực tế thì mình chưa gặp phải trường hợp nào mà phải che mất cụm loa ngoài. Phần mặt lưng làm bằng chất liệu kim loại mát lạnh cao cấp, mang lại cảm giác chắc chắn. Phần anten thu phát sóng đơn giản và quen thuộc. Galaxy Z7+ nặng đầm tay, cảm giác cầm rất là thích vì nó mang lại sự tin cậy, cũng như là kiểu thiết kế giúp tay cầm không bị cấn. Cảm giác kim loại mát lạnh cũng là một trong những yếu tố tạo nên điểm nhấn. Tuy nhiên, Z7+ sẽ có phần hơi nặng nếu như cầm liên tục thời gian dài bằng một tay. Bạn sẽ phải đổi tay, hoặc các bạn nữ thì nên cầm sử dụng bằng hai tay sẽ hợp lý hơn. Về cấu hình phần cứng thì Galaxy Z7+ sẽ được sở hữu con chip nâng cấp từ Helio B20 với mã hiệu mới là Helio B25, vốn sẽ là dòng chip hỗ trợ rất là tốt cho camera kép phía sau của smartphone, kết hợp cùng RAM 4GB. Và ngay sau đây sẽ là những trải nghiệm thực tế về hiệu năng trên Z7+ sau một tuần sử dụng của mình. Cụ thể hơn thì Z7+ sẽ có màn hình 5.5 inch với độ phân giải màn hình là Full HD, chip xử lý Helio B25 và RAM 4GB, máy sẽ có bộ nhớ trong 32GB và có thể mở rộng với thẻ nhớ gắn ngoài. Thực sự thì mình luôn có một cảm giác khá dè chừng với những chiếc điện thoại có chip xử lý đến từ MediaTek, nhưng rõ ràng là MediaTek khá thành công trong việc bán chip xử lý hướng vào phân khúc điện thoại tầm trung khi mà các mẫu smartphone được tích hợp chip xử lý của họ xuất hiện ngày càng nhiều. Vì cảm giác dè chừng này nên mình sẽ chú trọng đánh giá nhiều hơn vào phần tác vụ trải nghiệm. Những tác vụ nhẹ nhàng thường ngày như là nghe, gọi, nhắn tin hay là lướt web, lướt Facebook đơn giản thì Z7+ cũng có thể đơn giản vượt qua một cách dễ dàng. Những phần mềm mình thường dùng để liên lạc trong công việc như là Line hay Viber đều hoạt động ổn, không xuất hiện việc treo hay lắc. Được xem là một mẫu máy ở phân khúc tầm trung nên mình cũng không bắt Z7+ phải thử sức với những tựa game quá nặng ở mức flagship. Và mình chọn tựa game Liên Quân Mobile, vốn rất nhiều người chơi, và Vanglory, vốn nặng hơn một chút về đồ họa. Khá bất ngờ khi Liên Quân Mobile được đặt mặc định tối đa ở mức chất lượng hiển thị. Khi vào màn chơi thì mình còn cố tình click thêm vào phần FPS cao nhằm nâng thêm độ mượt mà khi chơi. Máy không có trường hợp bị giật khi chơi, đặc biệt là lúc vào combat cũng không có gì bất thường xảy ra. Với tựa game Vanglory thì kết quả cũng tương tự. Hình ảnh được thể hiện đẹp, mượt mà. Nhưng thực tế mà nói thì con chip xử lý Helio B25 và 4GB RAM cũng mang lại một hiệu năng nổi bật, vượt mức dự đoán từ mình. Để tổng kết lại thì Z7+ hoàn toàn ổn về phần hiệu năng làm việc và trải nghiệm giải trí chơi game. Màn hình đẹp, nịnh mắt đúng chất Samsung và loa ngoài đặt ở vị trí thông minh sẽ là hai điểm cộng đi kèm. Tuy nhiên, điểm trừ nhẹ là máy chỉ có 32GB bộ nhớ trong. Mình thực sự đòi hỏi một con số cao hơn dù rằng máy có thể mở rộng với thẻ nhớ gắn ngoài. Trên chiếc Galaxy Z7+ chúng ta sẽ có tới 3 camera. Một camera trước với độ phân giải là 16MP. Ở phần mặt lưng thì chúng ta sẽ có một camera chính độ phân giải 13MP với khẩu độ f1.7. Một camera phụ thứ hai độ phân giải 50MP. Và các camera phụ thứ hai này sẽ giúp đo độ sâu trường ảnh nhằm hỗ trợ trực tiếp cho tác vụ chụp ảnh xóa phông. Điểm đáng khen ngợi trên Z7+ là Samsung đã cố gắng mang khả năng chụp ảnh xóa phông bằng hai camera. Từ dòng sản phẩm cao cấp của họ là Note 8 xuống phân khúc rẻ hơn là Z Series. Người dùng có thể dễ dàng mở nhanh camera bằng cách nhấp hai lần nút Home, sau đó có thể kích hoạt nhanh tính năng chụp ảnh xóa phông. Khả năng chụp xóa phông trên Z7+ tất nhiên là không thể bằng được các sản phẩm đầu bảng và tất nhiên là Note 8, nhưng có thể xem là một sự làm quen tốt trong tác vụ chụp ảnh xóa phông bằng điện thoại. Về chất ảnh chụp bằng Z7+ trong nhiều điều kiện môi trường, team mình đã thực hiện một video đối đầu camera về Z7+. Mình sẽ chèn link vào phần cuối của video và phần description bên dưới, các bạn có thể dễ dàng nhấp vào và xem nhé. Nhằm đảm bảo cho chiếc Galaxy Z7+ hoạt động thì chúng ta sẽ có thổi pin 3000mAh. Thông qua một phần mềm test pin với 80% pin thì máy sẽ hoạt động liên tục được vào khoảng 5 giờ 30 phút. Với 80% pin, bắt đầu bài kiểm tra từ 100 và xuống 20%, với độ sáng màn hình tối đa là 100%. Phần mềm PCMark.Z7+ có thể hoạt động liên tục trong 5 tiếng 32 phút. Con số này hoàn toàn có thể tăng lên thông qua việc sử dụng màn hình thông thường chỉ tầm 50-70% độ sáng. Và chúng ta vẫn còn có 20% để duy trì hoạt động với chế độ tiết kiệm pin. Song song đó thì tác vụ trải nghiệm thực tế từ mình không cảm thấy lo lắng vì thời lượng sử dụng trong ngày của Z7+ khá là tốt. Máy có thể hoạt động tốt với cường độ làm việc cần đẩy nhiều thông tin thông qua phần mềm chat OTT và có thể chơi game nặng không quá liên tục. Và cuối cùng sẽ là lúc mà Cáo chấm điểm cho Z7+.
Có một lưu ý là điểm số được mình đưa ra dựa trên các tiêu chí về thiết kế, cấu hình camera, pin và khả năng cạnh tranh với những đối thủ cùng phân khúc giá với Z7 cộng. Với 83 điểm trên thang điểm 100, mình đánh giá cao chiếc Z7 cộng ở chất liệu gia công kim loại tạo cảm giác cầm chắc chắn, cứng cáp, camera hỗ trợ xóa phông tiện dụng, thiết kế không quá phá cách nhưng tạo cảm giác hài hòa khi nhìn và sử dụng thiết bị. Đừng quên rằng bạn sẽ còn có phần mềm quà tặng Galaxy với nhiều mã giảm giá rất hấp dẫn. Và đó là tất cả những nội dung trong video của ngày hôm nay. Bạn đánh giá như thế nào về chiếc Samsung Galaxy Z7 cộng? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận của video nha. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Động để nhận thêm những video mới nhất từ tụi mình. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mình là Cáo, xin chào và hẹn gặp lại. Peace.